Rồi sẵn tiện hôm nay thì mình sẽ nói một vài cái thủ thuật, cái kinh nghiệm của mình đi đoàn như thế nào á. Mình thấy bây giờ khi đi tour á, các bạn thường là thích những cái ám hiệu giơ tay đồ này kia. Thật ra thì nó khi mà các bạn đi cái tốc độ mà 50-60 thì nó cũng không có cần thiết lắm đâu. Hả? Có ảnh hưởng tới cái đạp số nặng nhẹ không? Không. Đi. Chỉnh lại cái nón rồi dở là nó lật kệ không sao đâu. Hello anh em, nay em đang ở quận 9 PCR. Thì sáng mấy anh em là thèm tour quá nhưng mà do là bận bịu công việc nhiều cho nên là không có đi tour được, thì đành là đi chỉ chạy từ quận nhất qua quận 9 để mà cà phê thôi, vô cái khu mà BCR đó, BCR quận 9 đó. Thì bây giờ cà phê xong rồi nên chạy về. Thì trong đoàn thì bây giờ là nói đoàn chứ có 3 người à, 3 xe. Đúng ra là 4 xe nhưng mà bữa nay chỉ có 3 xe thôi. Là một chiếc IB125 độ lên Tracker với một chiếc T-Bit. Đó, T-Bit đó. Cái nón đó là cũng là Yohi 970 luôn á nha. Nhưng mà có điều không phải là Tada Edition. Nón đó thì rẻ hơn nón của em khoảng 80-90 gì đó, không có nhiều. Thẳng luôn. Đi sau T-Bit rất là nguy hiểm. Xe gỡ dè với lại gắn chắn bùn nhỏ xíu à, cái đồ gạt cứt á. Cho nên là nước văng kinh lắm. Chiếc IB đằng sau cũng vậy luôn. IB đằng sau thì gỡ luôn, dè luôn. Đẹp nhưng mà bất tiện. Cái anh chàng mà đi IB đằng sau thì hơi nhát tay, thành ra là chạy không có theo kịp thì tụi mình phải đi chậm lại một chút. Mấy cái pha vượt xe tải này nguy hiểm lắm. Ok, thì nhắc lại với anh em là cái chương trình mà bên này Red Center á, mua một trong những cái sản phẩm nhớt của Voltronic á, thì các bạn sẽ được tặng một cái chai E59 hoặc là G30. Thì các bạn có thể xem lại cái clip trước để mà biết thêm thông tin về nó ha. Bây giờ thì chương trình vẫn còn. Các bạn nhanh tay nha, cũng sắp hết cái chương trình rồi. Và sau cái chương trình này thì mình sẽ công bố 3 người nhận được hai cái nón Snapback với lại một cái chai Voltronic XM cao cấp á, cái giá là 449.000. Thì các bạn muốn biết thêm về thông tin chương trình này thì các bạn có thể truy cập vào cái phần video mà cái phần video trước á, là Ride Diary 61 á. Các bạn truy cập vào trang Red Center và đặt bấm đặt hàng mua nhớt một trong những cái chai nhớt mà của hãng Voltronic á. Hãng chai nào cũng được ha. Và các bạn để cái phần trong phần ghi chú các bạn để là Anywhere Man và nhớ điền đầy đủ thông tin. Sau đó là các bạn qua bên Red Center để nhận hàng và xác nhận bằng số điện thoại. Ồ ghê quá.
đường này đúng ghê luôn á. Đây chiếc IB125 đây, cắt ngắn đuôi. Anh này, anh chàng này thì đeo một cái ba lô và phải dùng cái áo mưa ba lô để bọc lại, tại vì chạy qua vũng nước là nó văng lên tới đầu luôn. Có chơi có chịu thôi. Thì mấy anh em mình là chơi chung với nhau trong công ty thôi, không có hội hè gì hết. Cái anh mà đi tới biết này thì cái kinh nghiệm đi tour cũng chưa có nhiều. Đừng có vượt, đừng có vượt bên này. Khi mà các bạn thấy đi đằng sau mấy chiếc xe như thế này á, mà cái đường nhỏ thì các bạn tốt nhất là đừng có vượt nha. Tại vì khu dân sinh thì khi mà mình đang vượt lên cái tự nhiên có xe trong hẻm băng ra, nó rất là nguy hiểm. Đó, khi mà xe nó đi chậm thì mình có thể xem xét tình hình sao để mình vượt. Đường nhỏ quá, không có chỗ để vượt. Và khi vượt các bạn nhớ bật xi nhan. Những cái xe lớn. Rồi, không vượt được rồi. Rồi, sẵn tiện hôm nay thì mình sẽ nói một vài cái thủ thuật, cái kinh nghiệm của mình đi đoàn như thế nào á. Mình thấy bây giờ khi đi tour á, các bạn thường là thích những cái ám hiệu, giơ tay đồ này kia. Thật ra thì nó khi mà các bạn đi cái tốc độ mà 50-60 thì nó cũng không có cần thiết lắm đâu. Cái ám hiệu đó nó sẽ có tác dụng rất là cao khi mà các bạn đi tour theo đoàn từ 3-4 chiếc trở lên và đi trong cái tốc độ nó hơi cao ha, là khoảng 70-80 trở lên á, thì cái ám hiệu á nó rất là quan trọng. Thì cái ám hiệu này thường thì là cái người dẫn đoàn á rất là quan trọng, là phải hiểu những cái ám hiệu này. Thì cái ám hiệu thì nó có những cái cơ bản, nó cũng nhiều lắm. Tuy nhiên là các bạn khi mà áp dụng ở đường trường thực tế thì các bạn chỉ áp dụng có một vài cái thôi. Cái thứ nhất á, tại thường xuyên nhất luôn á, là ám hiệu báo chướng ngại vật. Khi mà các bạn đang đi tour với cái tốc độ mà khoảng 70-80 á, và các bạn đi thành hàng 1, hàng 2 á, thì cái ám hiệu thứ nhất á là đá chân hoặc là chỉ tay. Tức là nếu như các bạn đang đi như thế này và có một cái ổ gà ngay trước mặt, các bạn lách qua trái ha, thì lúc này cái ổ gà nằm bên phải đúng không, thì các bạn đá chân qua bên phải, người đồng đội phía sau sẽ hiểu được là đang có một cái chướng ngại vật gì đó ở bên phải xe của mình và họ sẽ lách theo mình. Thì cứ như vậy là nguyên một đoàn sẽ né được cái ổ gà đó. Còn nếu như mà cái người dẫn đoàn mà chỉ lách qua thôi mà không báo hiệu á, thì những cái người đồng đội phía sau á không có phản ứng kịp với cái ổ gà đó. Mà cái chuyện mà đang đi đoàn mà 70-80 mà có một người bị sụp ổ gà là rất là nguy hiểm. Lý do tại sao đá chân mà không dùng tay là tại vì cái tay của mình, tay này là tay thắng và tay ga. Khi các bạn chạy từ 70-80 trở lên á, các bạn buông tay ga là xe sẽ giống như có tác dụng là thắng số á. Hồng ga ra thì xe nó sẽ giảm tốc độ rất là nhanh ha. Và những cái xe sau có thể nó ủi đít xe bạn, cho nên là phải dùng chân. Còn bên trái thì sao? Bên trái thì các bạn cũng có thể dùng chân hoặc là dùng tay, nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì cứ dùng chân hết. Ngoài ổ gà ra thì có những cái chướng ngại vật khác, ví dụ như là người qua đường. Các bạn giơ chân qua phải, tức là người qua đường đang ở bên phải đường đi qua.
mà có đùi xem luôn. Chở cái gì đây? Chở này là lá dừa, dừa nước hả ta? Ok, ra tới quốc lộ rồi. Nắng quá, nắng. À, chắc là biết mình là AM. Đúng rồi. Hai người biết luôn. Ok, về đường này thì phải coi chừng. Cái đường này bắn tốc độ rất là căng. Còn một cái ra hiệu đó là ra hiệu đi nhanh hoặc là đi chậm á. Khi mà các bạn muốn đồng đội của mình đi nhanh á thì các bạn đưa tay hất lên như thế này ở ngoài nha. Rồi các bạn muốn đồng đội đi chậm thì các bạn đưa tay ra hất đẩy xuống như thế này. Không biết quán tốc độ không nữa mà kéo dữ vậy. Nó hay bắn ở trên kia kìa. Nó hay bắn ở đây nè. 50 thôi. Cái đường trống trải đã quá muốn kéo nhưng mà hơi sợ. Chắc không sao đâu. Đó thì cái việc mà đi tour đồng đội với nhau thì căn bản là chỉ có nhiêu đó thôi. Thứ nhất là báo đi nhanh đi chậm ha. Thứ hai là báo có chướng ngại vật. Đi tour thì thường là chỉ có hai tình huống đó thôi. Những cái ký hiệu khác ví dụ như là đi hàng 1, hàng 2 hay là báo đổ xăng dừng trạm gì đó thì cái đó nó cũng thật ra thì nó cũng không cần thiết lắm đâu. Nó quan trọng là cái người đồng đội, cái người mà dẫn đoàn họ hiểu được đồng đội của mình như thế nào. Còn đoàn mô tô phân khối lớn người ta đi 100 mấy thì những cái ký hiệu đó nó mới có tác dụng nhiều. Và các bạn nhớ là cái chương trình nhớ Quantronic vẫn còn nha.
và các bạn có thể xem cái chi tiết cái chương trình đó ở phần Radary trước. Các bạn vào phần video của Anywhereman á thì các bạn sẽ thấy khoảng hơn 100 cái video về giao thông, về lái xe khác, về đi phượt nữa. Và các bạn nhớ bấm like và bấm vào nút subscribe đăng ký ở bên dưới để ủng hộ cho Anywhereman nha. Lên Master dòng lại.